Sau một ngày căng thẳng mệt mỏi vì phải đột ngột thay đổi thói quen và khép mình vào kỷ luật, cả ba đã có những phút giây thư giãn khi bắt đầu tìm được tiếng nói chung với đồng đội của mình. Đang đợi em báo động kiểm tra con số. Thì giờ chạy nhanh lên. Tuy nhiên, những nội dung sinh hoạt và huấn luyện liên tục đã cuốn ba chàng trai vào cuộc quay và tạo ra vô số tình huống bất ngờ thú vị. Đau đầu, đau chân, đau bụng. Thôi, đúng là Việt. Bước đầu, họ đã cảm nhận rõ môi trường quân ngũ với những thử thách lớn đang chờ đợi mình ở phía trước. Làm lại. Về chỉ hồ rõ anh. Rõ. Làm lại. Về chị. Rõ. Về chị, hồ sơ anh. Rõ. Nắm lại. Báo cáo đồng chí đại tướng trưởng. Tôi đã hoàn thành xong nội dung. Hết. Về chị. Rõ. Hôm nay mình đang ở trong quân đội với nhau. Thì hôm nay cũng xin tặng tất cả một bài hát về Việt Nam mà Việt sáng tác. Và xin kể một chút là bài hát này Việt viết trong một lần đi lưu diễn ở Mỹ và rất là nhớ Việt Nam. Bài hát là Tôi là người Việt Nam. Nghe thử với cả mọi người, nghe thử với mọi người nhá. Ok. Chết, đột nhiên quên. Một buổi chiều em đêm quá thì phải. Ok, rồi. Một buổi chiều em đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa. Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt. Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông vui. Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ. Gửi về nơi xa ấy, có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mới, đến cánh đồng vàng xinh tươi. Người sinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi. Là người tôi yêu đó, là người tôi vẫn chờ. Một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế, đơn giản lắm, nhưng đậm chất tình người. Và tôi tự hào lắm, khi nói tôi là người Việt Nam. Đó. Về quy định học tập ngoài thao trường, như các buổi học trước là học tập, ta sử dụng vũ khí. Thế là khi cầm về vũ khí thì các đồng chí không được nghịch súng, không được chĩa súng sang hai bên, chĩa súng vào người, vào khu vực đông người, không tự ý nghịch súng, mở cần định khách bắn và lên đạn. Khi được lệnh cầm vào súng, thực chất là ai cũng buồn ngủ thôi. Bộ phận thứ 7 là bộ phận đẩy vệ. Bộ phận thứ 8. Đọc súng đây. Đọc súng đây ạ. Đúng. Cái đấy, đây, cái lòng ngắm này, nó bán này. Đồng chí chưa nhìn khẩu súng ngoài bao giờ. Cò ạ, đây ạ. Đây cò đây à? Dạ vâng ạ. Thế đây khẩu súng đồng chí thấy đây. Số nào là cò à? Đây ạ, cò ạ. Cò đấy có giống cò kia không? Không giống lắm ạ. Thế cò đâu? Bước 1 là gì? Tháo hộp đạn. Rồi. Nó có thuận hơn không? À. Bước 2 là kiểm tra xem súng có bị kẹt đạn hay không. Một khóa an toàn. Yên rằng kéo hết cỡ. Khóa an toàn. Mở khóa an toàn rồi thử. Chuẩn bị. Tháo súng. Cái này ông chí là tháo xong chí lắp luôn.
Ta tháo ra ta phải xếp. Đồng chí Đoàn nhanh nhất là 24 giây. Lắp súng. Ta lắp luôn. Đồng chí là xong hô xong em. Đồng chí sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chuẩn bị. Bắt đầu. Không nhắc. Nhắc cho ra ngoài bây giờ đây nhá. Thưa đồng chí là cái này nó ấy hết rồi nhưng mà nó kẹt không ra. Bỏ qua. Nhưng mà nó trơn. Bên chúng này bị kẹt rồi, chị nhặt lên ngay. Cứ đồng chí nào cứu tháo cuối cùng nào cộng. Em không biết là em có bị tự tin thái quá hay không nhưng mà cái lúc đấy em khá là bình tĩnh. Một phút rồi. To lên không sao. 1 phút 28. Lúc đấy em cũng bất ngờ tại sao em bình tĩnh như thế. Mà ngẫm lại thì thấy là mang một tâm lý mà sẵn sàng tự tin ngay từ đầu thì kể cả khi mình vấp một cái gì đấy thì mình cũng vẫn bình tĩnh được. Báo cáo đồng chí, cái này của tôi nó trơn quá, tôi không thể nào kéo được nó ra. Thưa là cái súng này của tôi bị kẹt nhiều chỗ quá, nó bị trơn mới lại có. Tôi không phải là tôi quên cái này mà không thể nào rút ra được mấy cái chỗ ấy nhỉ. Bẻ ngang ra. Không rút được. Việt gần xong rồi. Nó cứ... Ai là người dọn đây? Tháo cái chốt ra là anh. Mấy đồng chí ơi, tháo xong rồi nhiều. Cái chốt này không thể nào mà kéo được cái này. Ôi, không giúp mà. Đấy, được rồi. Ok. Thế tinh thần đồng đội không? Dạ, xong ạ. Xong. Đúng là cái... nòng thông súng đấy là em không rút được ra thì em bị thua cái đấy. Chú nào về thứ ba. Em thua cũng thấy rất vui bởi vì đồng đội bên cạnh em hỗ trợ em rất tối đa và em thích điều đấy. Chuẩn bị lắp súng. Đây cơ hội cho chị Huy đấy. Chị Việt đang lắp rất nhanh. Chưa vào hết, đẩy hết về phía trước. Đâu thế nào? Một phút 7 rồi. Thôi tập. Dạ. Chia quay lại nhìn còn ai nữa đâu mà. Vâng. Tội cho cô gái đó. Đánh giá về tháo và lắp. Chia anh nhất. Thứ hai là đồng chí Huy và đồng chí Việt đều về thứ hai. Huy thì không tháo được hết súng ra. Và đồng chí Việt thì tháo được nhưng không lắp được hết súng vào. Như vậy qua đánh giá như vậy đồng chí có ý kiến không? Anh phải đi trước, anh mới hiểu nỗi khổ của người đi trước. Bài làm quen và tháo lắp súng AK-47 tuy không khó
nhưng cũng đủ khiến cho ba chiến sĩ mới phải rất nỗ lực mới hoàn thành. Không được. Hoạt động liên tục ngoài trời vẫn không xua tan được, cơn buồn ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến. Tuy nhiên, quần ngũ đã bắt đầu tạo ra những cảm hứng cho ba chàng trai trẻ. Số 3 báo, kiểm tra quân bị xong, sẵn sàng cơ động. Làm lại. Số 3 báo, số 3 kiểm tra vũ khí trang bị xong, sẵn sàng cơ động. Hết. Được. Số 2 báo cáo, kiểm tra vũ khí trang bị xong, sẵn sàng cơ động. Hết. Được. Số 3 báo cáo, kiểm tra vũ khí trang bị xong, sẵn sàng cơ động. Hết. Việt báo lại. Số 1. Số 1 báo cáo, kiểm tra vũ khí trang bị xong, sẵn sàng cơ động. Hết. Được. Phản đồng 1 chú ý. Phản đồng 1 cơ động chiếm lĩnh trận địa tại vị trí cách bệ làm bắn phía trước. Thời gian cơ động là 5 phút. Đâu cái đâu hộp sao ấy, nó bị đau quá. Em không nghĩ được rằng là khi đưa lên vai nó lại khó vác như thế, mà nó nặng và nó khó như thế, nó làm đau mình như thế. Chưa được, quay lại làm lại. Động tác rất chậm, nặng quá. Thời gian cơ động chiếm lĩnh trận địa của chúng ta chỉ có mất có 5 phút. Lúc mà em vác lên, ôi trời ơi, nó là 30 cân, 30, 35 cân gì đấy. Nó như kiểu nó muốn bổ nhào về phía trước vậy. Còn được một cho vác xuống. Vác xuống. Chạy nhanh. Nửa lên. Thôi tập. Không đủ thời gian, quay lại, làm lại. Vác xuống. Vác xuống. Vị trí cơ động ạ. Đồng chí cho quay lại. Số 3 kiểm tra quân khí xong. Báo cáo lại, sai. Số 3 chuẩn bị vũ khí quân bị xong. Sai. Mình hiểu. Số 3 kiểm tra trang bị vũ khí xong. Số 3 kiểm tra trang bị vũ khí. Sai. Em cứ nhìn xuống làm cái gì ấy? Em nhìn đến cái gì? Cũng bực mình vì các Huy hay cái lóng ngóng của mình đằng sau mình đã, các bạn rất quyết tâm rồi. Số 3 kiểm tra vũ khí trang bị xong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động. Hết. Được. Có một câu khẩu lệnh rất là ngắn ngủi thôi, và khi đó là tất cả mọi thứ nó bị luống cuống, nó mất bình tĩnh. Còn đội 1 cho vác súng. Đội 1 vác súng. Cố lên. Thao tác cẩn trọng. Rồi, cơ động. Chạy nhanh. Nhanh lên. Cố gắng lên. Nhanh. Đồng chí Chiến nhanh lên. Rồi. Mục tiêu phía trước trận địa tại đây, của đội ra xuống bắt đầu. Ngồi chưa? Giúp đi nhanh lên. Thời gian chỉ có 5 phút thôi. Nhiệm vụ của ai người làm? Em giữ chân kia. Còn một chú ý, thời gian chỉ có 5 phút. Đồng chí Vương Anh không được làm. Mở nó lại càng cứng. Thôi tập. Còn 1 cho cơ động về vị trí làm lại. Và để lần thứ 3 thì thực sự là em bị hơi có một cái gọi là hơi cáu, mà cũng chỉ vì Huy Cung mà lại như thế. Em cảm thấy tự trách bản thân lắm.
vì em mà tất cả những đồng đội sau bị liên lụy. Sự lóng ngóng và chậm trễ của Cung Huy đã khiến cả khẩu đội phải lặp đi lặp lại nhiều lần trong bài huấn luyện. Khắc Việt và Vương Anh đã nổi cáu. Em giữ chân kia. Huy Cung cũng rất dằn vặt về bản thân mình. Khẩu 12 ly 7 rất nặng, thao tác phức tạp. Liệu anh và cả khẩu đội có quyết tâm hoàn thành trong lần kế tiếp? Vâng nhá. Liều chết quả này này. Tập trung vào. Quả này biết làm rồi. Lần này biết làm rồi. Chạy! Chạy lên! Đội trưởng chạy nhanh lên! Các số chạy nhanh lên! Chạy lên, quăng lên! Lên nữa! Đội chú ý! Mục tiêu với chiếc chân điện tới đây của đội chú ý là tập trung vào! Đồng chí Vương Anh, việc của ai người làm? Không lại bị... Không, không đây. Mở ra. Những đồng đội của em đã đến vị trí và họ rất là nôn nóng bởi vì là sợ rằng là nếu mà làm sai cái gì đó phải quay lại từ đầu. Nào bình tĩnh đi. Vương Anh nuôi lại. Ấy kém. Em bắt đầu cảm thấy là khó chịu làm đi làm lại như thế này thế kia thì mọi người kiểu mệt thì nhảy vào coi như nhảy vào làm luôn. Lúc đấy em quá rối rồi. Em cũng đã chê mũ xuống, em rất là muốn khóc lúc đấy. Nâng nhẹ lên. Lấy cái đấy, trụ ở bên kia. Bắn vào. Như thế đấy, bình tĩnh, nhẹ lên đi. Em không trách vì lúc đó cũng có một chút là cũng chỉ muốn làm sao mà em thật mạnh mẽ để đủ yếu đuối nữa. Thì cũng muốn truyền lửa tất cả mọi người được cố gắng đoàn kết với nhau. Nhìn vào cái khớp ấy rồi hãng mở. Đừng có vội vàng. Đúng rồi, mở ra. Rồi, chọn. Ok, rồi, xong. Khóa chân vào đi. Chị Vương Anh về vị trí. Các xạ thủ thao tác khẩn trương. Cái khớp. Nhìn đã, rồi chuẩn, bao. Quay ngược đầu lại. Chị vừa thao tác, chặt tung. Bình tĩnh rồi. Rồi, bao. Vương Anh đi đâu? 1, 2, 3. Thế mày biết rồi, em nhìn thấy. Rồi, rồi, chọn, trên nữa lên một tí. Rồi, chọn. Vặn vào. Xong, hộp đạn. Xạ thủ 1 cầm chỉ chốt phía sau quả súng 12-7 vào. Ok. Số 1 báo. Khẩu 1. Số 1 đã chiếm vị trí địa. Ra súng bắn cao sau. Hết. Rồi. Khẩu 1 cho sau súng ra vào. Lúc đó em cảm thấy rất là sung sướng. Mọi người đối với nhau đó là tinh thần đồng đội và làm vì nhau, làm vì một lý tưởng, một mục tiêu chung và mọi người hỗ trợ nhau tối đa. Sau khi vác súng, tôi cảm thấy rất là mệt và tôi thấy được rằng là mọi người ở đây thật là phi thường. Tôi tuy mệt nhưng tôi cảm thấy rất là thích thú và nếu có cơ hội tôi vẫn muốn vác tiếp. Vào đây em thực sự em cảm thấy rất là may mắn vì em được trải nghiệm một thứ đó là teamwork. Mà trước giờ em là một vlogger, em không có cái sự đó, em không có cái sự gọi là làm việc cùng ai cả. Đến khi mà em được làm việc teamwork như này, em rất là vui. Em rất là muốn là sau khi chương trình này kết thúc, em sẽ có một teamwork như vậy. Chia Việt. Có. Lên vị trí. Trao súng. Chia đọc số súng. Lưu ý các chí phải nắm được các số súng của mình. 6807 153575. Đồng chí có nhớ không? Tối sẽ học thuộc. Tối học thuộc à? Thì tối tí lấy mất súng thì sao? Bây giờ tôi sẽ về học thuộc. Ghi luôn một tay nhá. Rõ. Đồng chí ký vào đây.
Trao súng. Yêu cầu chỉ là nhớ số súng của mình. Để khi huấn luyện, giá súng nghỉ giải lao hoặc thực hiện các nhiệm vụ, các đồng chí lấy đúng số súng. Chí rõ chưa? Rõ. Rõ chưa? Rõ. Thứ tự thì đồng chí Chiến và đồng chí Việt đặt súng vào đúng vị trí đã đánh dấu tem. Và sau đó tôi hỏi lại số súng đồng chí nào không nhớ, đồng chí chịu nhiệm. Tôi hỏi anh kiểm tra lại số súng đồng chí Việt, nhớ số súng được. Số bao nhiêu? BB6807. Được. Đồng chí Cung Đức Huy nhớ chưa? Tổng số là? Nhớ được. 153575. Tôi. Chí Trần Phương Anh. 1974NT898. Từ sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các đồng đội ở thao trường, Cùng Huy đã rút ra được những điều ý nghĩa cho bản thân. Cùng với Khắc Việt và Vương Anh, cả ba đã được đích thân đại đội trưởng bàn giao súng cho một không khí trang nghiêm và vinh dự. Trọng trách đã thực sự đặt lên vai ba chiến sĩ trẻ. Đêm ngày hôm nay, đồng chí Việt gác vọng ở chòi gác phía sau của tiểu đoàn, bảo đảm an toàn cho đơn vị. Gác là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Yêu cầu đồng chí Việt là chấp hành nghiêm kỷ luật gác. Khi phát hiện người kiểm tra hoặc người lạ thì hô dừng lại và hô mật khẩu. Tuyệt đối đồng chí không được rời khỏi vị trí gác. Khi gác không được ngồi, không được ngủ gật, không được làm việc riêng mà tập trung quan sát mục tiêu bên ngoài tường bao và bên trong tường bao. Đồng chí Việt rõ chưa? Rõ. Đồng chí tiến hành bàn giao gác. Đồng chí yêu cầu đồng chí bàn giao gác đầy đủ, đặc biệt là mục tiêu, phạm vi gác, mật khẩu. Từ bóng đèn này tới điểm gác ở góc này, mật khẩu của mày là Việt Trì Phú Thọ. Rõ. Ta sẽ đứng lên này gác. Rõ. Ai? Đứng lại. Ai? Đứng lại, Việt Trì. Chào đồng chí. Chào, đồng chí kiểm tra gác có vấn đề gì không? Đó có không vấn đề gì cả. Được, đồng chí tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đó. Ai? Đứng im, Việt Trì. Ai đứng im, Việt Trì. Có địch tấn công. Có địch. Địch là ai? Phải chú ý. Chia gác này có vấn đề gì không nhỉ? Dạ, không ạ. Từ nãy vấn đề không vấn đề gì ạ. Nhắc đồng chí đi đứng trên chòi gác, quan sát cả phía trước, cả phía sau. Tôi đứng đây một lúc không thấy hiện tượng gì. Hoặc nếu mà chạy ra một phát từ phía sau ra là đồng chí xử lý nào. Thế lưu ý là khi chỉ huy kiểm tra thì đồng chí biết mặt rồi. Tôi không cần hô mật khẩu, đồng chí biết rồi. Đúng không? Đó. Chỉ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ gác đi. Đó. Ai? Ai đứng im? Vị trí. Game!
Trộm! Có trộm! Đứng im! Phòng gác! Có trộm! Phòng gác! Ê! Có trộm! Đứng im! Đứng im! Sao rồi đồng chí? Chạy quá. Anh chạy đường này quay chặn lại rồi chạy về bên kia. Cứ quay về chỗ khác. Đồng chí để ý không khác bên hành nhá. Đứng im, Việt Chi. Phú Thọ, Duy Việt đâu rồi, xuống này. Đồng chí vừa gác xảy ra cái gì? Tôi phát hiện có trộm. Chỉnh lại cái mũ rồi. Cái trộm thì báo cáo thế nào mà để trộm chạy cá lên trên chỉ huy tiểu đoàn bây giờ không thấy về báo cáo thì hướng chạy từ đây ra. Không biết đường phối hợp với các vọng khác, gác khác để về để báo chỉ huy đại đội. Đứng lại đây đây. Tôi phát hiện ra trộm có bật đèn pin và có hét lớn để các trạm, các bạn, các đồng chí khác vào cùng thì tôi và hai đồng chí đã vây bắt. Nhưng mà... Có bắt được không? Bắt tên trộm phải chạy lên, chạy nhanh quá. Các đồng chí cũng không chạy, cũng không đuổi kịp. Thế tôi chạy nhanh về vọng khác này để xem có gì xảy ra không. Thế bây giờ nó chạy thẳng lên trên kia nó ăn trộm. Thế bây giờ đồng chí xử lý nào? Mình nghĩ là ở ngoài đời mình đã là một người mà đã có rất nhiều những bạn bè, những anh em mà người ta không phục ý chí vươn lên của mình để có những thành quả hôm nay. Nếu vào đây thì cảm thấy là mình thật nhỏ bé, có vui, có buồn, có phẫn nộ, có hạnh phúc, có bức xúc. Nhưng mà những cái cảm giác mệt mỏi thì nó gần như là nhiều nhất. Khi em đi ra ngoài thì em cảm thấy rằng việc tin một ai đó thôi là rất là khó rồi. Và để tìm được một người cùng chí hướng với mình thực sự là rất là khó và cần đến sự may mắn. Em vào đây thì em được trải nghiệm cái tinh thần đó, em rất là xúc động.